Mồng 7, Nam đầu, Bắc đầu, Tây đầu cùng giáng hạ, dương công kỵ, giảm thọ. Mồng 8, Khánh đảng Thích Ca Mâu Ni Phật, vạn thần thiện hóa, thiện ác đồng tử giáng hạ, phía cửu điện bình đẳng vương, tứ thiên vương tuần hành. Giảm thọ 12 năm, thai chết yểu, bị bệnh về máu mà chết. 14, vía thuần dương tổ sư, tứ thiên vương tuần hành, giảm thọ. 15, nguyệt vọng, vía trung ly tổ sư, tứ thiên vương tuần hành, giảm thọ. 16, ngày trời đất mở kho, tổn thọ. 17, vía thập điện chuyển luân vương, giảm thọ 12 năm. 18, ngày trời đất mở kho, vía tử vi đại đế, giảm thọ. 20, vía nhãn quang thánh mẫu. 23, tứ thiên vương tuần hành. 25, nguyệt hối, giảm thọ. 27, đầu giáng, giảm thọ 12 năm. 28, nhân thần nhóm họp cõi âm, bị bệnh. 29, tứ thiên vương tuần hành. 30, nguyệt hối, từ mạng báo cáo tứ thiên vương tuần hành, gặp tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, giảm thọ. Tháng 5, mộng 1, nguyệt sóc, phía nam cực trường xanh, đại đế, giảm thọ 12 năm. Mộng 3, đầu giáng, giảm thọ 12 năm. Mộng 5, địa lạc, ngũ đế, giảo định, quan tước của con người, ngày cửu độc, dương công kỵ, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Chết yểu, tai họa bất ngờ. Mùng 6, ngày cửu độc lôi trai nhật, chết yểu, tai họa bất ngờ. Mùng 7, ngày cửu độc, chết yểu, tai họa bất ngờ. Mùng 8, vía nam phương, ngũ đạo, tứ thiên vương tuần hành, tổn thọ. 11, ngày mở kho trời đất, vía đô thành hoàng trong thiên hạ, tổn thọ. 12, vía bính linh công, tổn thọ. 13, quan thánh giáng thần, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. 14, tứ thiên vương tuần hành, giờ tí nửa đêm là lúc trời đất giao hòa, trong vòng 3 năm vợ chồng đều chết. 15, nguyệt vọng, ngày cửu độc, tứ thiên vương tuần hành, chết yểu, tai họa bất ngờ. 16, ngày độc cửu, ngày nguyên khí tạo hóa vạn vật trong trời đất, trong vòng 3 năm vợ chồng đều chết. 17, ngày cửu độc, chết yểu, tai họa bất ngờ. 18, phía trương thiên sư. 22, phía hiếu Nga thần, giảm thọ 12 năm. 23, tứ thiên vương tuần hành. 25, ngày cửu độc, ngày nguyệt hối, chết yểu, tai họa bất ngờ. 26, ngày cửu độc, chết yểu, tai họa bất ngờ. 27, ngày cửu độc, đồng giáng, chết yểu, tai họa bất ngờ. 28, nhân thần nhóm họp cõi âm, bị bệnh. 29, tứ thiên vương tuần hành. 30, nguyệt hối tư mạng báo cáo, tứ thiên vương tuần hành, tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29. Xét ra, tháng này kiêng sắc dục chọn tháng thì hơn. Giảm thọ,